nhá, anh em mình tập hợp được gần chục tổ kiến rồi nhá. Bây giờ bắt đầu xả một phát. Bây giờ bắt đầu xả một phát nó mới mạnh này. Đây, tổ này. Tổ này nó đang cắp con. Tổ này nó đang cắp con. Mình xả trước nhá. Ui! Tổ ơi. Trắng luôn. Trắng luôn, ui. Sàng. Nó con này nhộng to này. Nhộng to ấy. Nhộng to đấy. Ui nhưng mà. Đây. Nào, từ từ để anh gõ. Anh gõ. Đấy, gõ. Gõ đi. Ui nát hết. Nào. Đấy, con nó xuống rơi xuống rồi. Thấy chưa? Con to chưa? Toàn con to nhá. Con đâu đây? Nào, đưa anh bảo. Bỏ ra. Đó đây. Ui. Thấy chưa? Toàn con to nhá. Đó, từ từ thôi. Cứ bình tĩnh. Rồi, từ từ nhá. Bạc đi. Nào, có cái này. Ui. Đấy, như thế này cơ bản là hết rồi nhá. Dễ gõ đi. Rồi. Cơ bản là hết rồi, mình xả cho ra cho mọi người xem nhá. Là hết rồi. Đấy, gần như là hết rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục với. Ui giời ơi. Ui. Khá là kiến cắn khá là đau. Ui. Hết rồi. Chuyển khu đi. Nhớ theo bên này đi. Rồi ok. Ui nó trắng rơi ra ngoài này. Rồi. Ui trời. Mới một tổ thôi nha. Mới một tổ con to thôi nha. Mà nó lại được những trường này đang sang thế này. Ai. Rồi tiếp tục. Mình sẽ xả một cái tổ to nhất ở đây nhá. Xem thế nào nhá. Đây, xả tổ đây. Đó, ui rồi như mưa. Như mưa luôn. Kinh khủng không? Như mưa luôn, ui con đấy. Kinh khủng khiếp. Ơi. À như con to anh à. Đừng đập vào tổ. Bạc quá đi anh ơi. Không, đây, rồi. Bạc quá rồi rơi nhanh hơn. Rồi, rồi, từ đã. Lấy cái cây to, cây to. Đây, đây, như mưa luôn này. Ui, thôi. Đi, đi. Ở đây, đi. Trắng luôn. Có nhiều con nó cánh này nhỉ. Chắc rồi. Nào kéo gì chứ. Ui nó cắn đầy người mình rồi. Rồi ok. Có bên kia còn làm 2-3 mảng chưa đấy á. Được rồi. Đưa cái que này đây. Đấy, cái mảng đấy. Ui, nó cắn đầy người à. Mình à. Từ phải. Như kiểu là sàng gạo. Nhiều thật. Ai, đọc đi. Đấy.
như hôm nọ đúng rồi. Vốn lên tận rốn. Ok nha anh em nhá. À, tổng thể anh em mình nhìn rồi. Đây. Hai đại ca đang cầm đầu vạn quân. Đấy. Nào, kéo. Đây hết. Đấy, bây giờ sẽ cho mẹ nó đấy hết. Đây, nhìn này. Anh em nhìn nhá. Đây. Rồi béo ngay. Trời trời béo ấy. Nhìn ra thấy là thích rồi. Nhưng mà mình bị dị ứng anh em ạ, không ăn được. Chị béo mình ơi. Béo chó ạ. Sao lại béo chó ấy, một kể này. À, lấy lá cây đi, cho nó vào đây để cho nó. Cho nó chạy hết đi. Để nhiều lá cây vào. Cho con mẹ nó. Nó chạy theo lá cây ra hết đi nhá. Ok nha anh em nhá. Bây giờ sẽ nhặt vào vớt lá đây để sàng nó nhá. Nói chung là khá là vất vả để bắt được chừng này. Chừng này nó sẽ được khoảng tầm được cân nhộng không? Gần cân đấy nhỉ? Không được đâu, chắc phải 5 lạng thôi. Đấy. 3 lạng cũng là gần cân. Không, nhưng mà chỗ này chắc chắn hơn 5 lạng. Mẩy lắm này mọi người này. Nó nặng lắm. Mẩy thôi rồi luôn đấy. Làm tí gói. Mày ăn sống thử xem nào. Ăn trứng kiến vàng cũng được, ăn này sợ giáo gì. Trông dữ quá. Dị ứng. Ừ, béo phết. Béo mọi người ạ. Giờ nhặt bỏ hết những cái lá liếc đi. Ta. Đợi chung á. Quay đi, quay đi. Đấy. Đây là cách bắt nốt những cái con kiến kiến mẹ còn lại nhá. Đấy, thấy chưa? Đấy. Nó dính luôn cả mùn luôn nhá. Kinh khủng luôn. Thấy đó. Ai, ai. Ngu. Mình biết ngay mà. Nó dính mùn luôn anh nhỉ? Dính luôn cả mùn luôn. Nói chung là đòi hỏi sự khéo léo và tỉ mỉ, kiên nhẫn khá là cao để làm sạch được cái món này. Chứ còn để mà các bạn mà ra quán ấy, chỉ cần anh ơi cho em một đĩa trứng kiến nhá. Ok em ơi, 3 lít. Thế là xong. Không phải khổ nha anh em mình làm gì. 3 lít không phải là được một cân đâu. Một đĩa. Một đĩa thì đĩa. Âu. Đấy, cũng khá là cơ bản đấy, được khoảng tầm 60% nha anh em nhé. Nguyên cục đất. Dùng khăn để kéo những cái mặt nó vào một góc. Cái gì nhỉ? Vỏ. Vỏ của cái con kiến này nó làm tủ ấy là toàn bằng cứt trâu nha anh em nhé. Cứt trâu bùn thôi. Bùn chủ yếu là cứt trâu. Bùn, đất. Thế nên là nó cái độ dị ứng rất là cao. Dị ứng liên quan gì đến cứt trâu? Chả thế. Khi mà con kiến này nó cắp đấy lên ấy, là những cái gọi là gì nhỉ? Ký sinh trùng. Ký sinh trùng nó giống như kiểu ong ấy mà làm bằng tổ bằng cứt trâu với kia, kể cả ve sầu cũng chui từ dưới đất lên ở những cái lòng ở những cái bề mặt của con ve sầu nó rất là nhiều ký sinh trùng. Thế nên là ai mà ăn không quen là rất là dễ bị dị ứng. Ok nha mọi người nhá. Anh em mình đã làm sạch được khoảng tầm 1 cân nhộng kiến rồi nhá. Đấy, những cái này nó nhỏ quá không đấy với lại những cái con kiến già. Bây giờ anh em mình sẽ chế biến nhé. Món này thì làm rất là đơn giản thôi. Anh em mình chỉ quấn với đây. Đây là lá, người ta gọi là lá đục vả. Đấy. Lá vả, lá ngõa mọi người ạ. Lá vả này. Đây, còn đây là lá láu tấu. Cho mọi người xem nhé. Đây là lá luôn rừng đấy.
trông giống lá lốt không mọi người? Đây mình mở hết cả túi ra nhá. Lá nó vui lắm. Cái lá này ấy, thì nó giống hệt lá lốt. Chỉ có thể ở trên núi đâu mới có. Nó này giống hệt lá lốt nhá. À, nó dài hơn một tí. Ở trên núi mới có cái lá này nhá. Lá này thì ăn nó chua chua, nó béo béo. Đấy, và à đây, cộng thêm một cái lá nữa. Nhà mình vừa mới trồng được dàn bầu nữa, lá bầu nữa. Đấy, đấy lá bầu nữa. Quấn với lại quấn với trứng kiến, ba loại lá đây. Quấn với trứng kiến là hấp lên nhá. Rất là đơn giản rồi. Lá nào cũng non nhá. Chỉ gọi là cho một chút gia vị muối vào đây thôi. Chứ thật ra cái này nó béo, nó ngon lắm. Chà. Hàng ngang. Hàng. Đấy. Xong cho là thêm vào cho đậm đậm mình ạ. Đậm đậm. Nghe ngợi lắm. Tại vì mình không ăn được, mình cũng không dám như kia lắm. Mình đã làm rất là sạch rồi nhưng mà không thể sạch hoàn toàn 100% được. Thế nên là cái món này bẩn nó mị. Bẩn. Trời ơi. Mà đại ca không được ăn chưa? Được cơ mà. Được chưa? Được. Đấy. Sao nhỉ? Sao nhỉ? À. Mày nếm thử xem. Vừa chưa? Dám nếm không? À. Nhạt. Nhạt thì cho thêm. Mình không lọc được hết những con chết à. Dạ. Nó hơi có vị mùi của con kính già. Rồi, thế thôi. Rồi, để em gói thử. Em chưa biết gói đâu, em chỉ biết ăn. Chưa, mình cũng chưa tay làm ra món này bao giờ mùi ạ. Mình cũng chưa bao giờ là ăn, nói chung là ăn thử rồi. Chưa làm bao giờ. Gói lại này. Xong rồi đến lượt lá vả này. Mình không khéo tay đâu. Khó lắm. Lá vả từ phải cho ngoài nhất. Ừ đúng rồi. Đưa em cái lá bầu. Lá bầu đây bên đấy. Đây. Ba loại lá vào nhau nhá. Xong rồi sẽ đặt nó xuống đây để hấp. Chắc là thế rồi. Không, người ta phải quấn vào thành những bánh như đây này. Đây. Đấy, cái này là thành rồi. Đây. Vẩn nó vào. Vẩn nó lại. Ôi xa. Là mò tay quá đấy chứ. Thế này bây giờ lấy lạt và buộc vào quá là ok luôn mọi người. Đặc cập. Cần gì phải buộc? Không buộc nó nở ra. Nở gì? Lấy cái dây đỏ buộc lại. Dây buộc. Đâu, anh làm hộ em vậy. Đây, cứ yên, không phải yên tâm. Đây nha. Đấy, bánh trứng kiến nha. Nó xanh áo đỏ trứng kiến ra nha. Đấy, thấy chưa? Úp cái này xuống đây. Nó phải có nghệ thuật. Đấy, cần gì phải đấy, đâu, lá vả đâu. Đây. Đấy, lại úp cái này xuống bên dưới lá vả. Rồi, xong cái gì bọc lá vả. Cần gì phải bọc lá vả. Đây. Thế này đúng không? Ừ. Quá tuyệt vời đúng không? Ừ. Đây. Xong. Thế thì được. Ừ. Đấy, xong. Ôi trời. Được. Làm sao để nó không tí nữa hấp không rơi con kiến ra là được. Ừ. Làm được khoảng tầm chục cái bánh, còn chỗ này anh em mình sẽ làm quả bánh siêu to khổng lồ, không phải bánh mà là anh em mình sẽ để nguyên một cái hấp lên ăn nguyên vị của nó mọi người. Hấp lên ăn nguyên vị xem thế nào nhá. Ok. Rồi. Đặt vào đây. Ok, bây giờ sẽ đem đi hấp nha mọi người nhá.
ok nha anh em nhá. Đây, cho mọi người xem này. Món ấy chuyển màu rồi. Ngon chưa anh em ơi? Nhìn rất là béo nhưng mà mình không dám ăn. Ủa sao nó ướt thế nhỉ? Ô mình nấu quá rồi. Nó bị nhũn mất rồi. À không. Không nhũn đâu. Đấy, anh em mình làm hơi nhom nhen. Ok nhá, bây giờ ra cho Mao Đệ thưởng thức mình chị. Và đây là thành quả của anh em mình nhá. Chỉ có Mao Đệ mới dám thưởng thức món này thôi. Thôi. Cắn luôn từ ngoài để nhá mọi người nhé, ăn từ lá luôn. Ngon không? Ngon. Béo ngậy luôn. Bóc ra cho mọi người xem thử bên trong này. Ui giời. Không cho dầu giết gì đâu, béo thế cả. Ngọt lắm. Còn đây là trứng kiến hấp, không có lá. Quấn lá ăn. Ừ. Đây là mặn. Ờ thì phải quấn lá. Đừng mày húp nước ấy, cái nước nó chảy xuống ấy. Ăn cái quấn lá ngon hơn anh ạ. Hôm nay nhà mình đang sửa cái bếp để đựng thuốc nam của mẹ mình nhé mọi người ơi. Thế là mình sẽ mang bánh trứng kiến này về để thiết đãi mấy anh mấy chú xem mà lâu ngày được ăn món này xem có ngon không mọi người nhé. Có bác nào ăn không? Anh ăn không? Anh ăn trứng kiến không? Trứng kiến hết. Anh không ăn không đấy? Không phải lá. Rửa tay đi đấy. Lá tàu với cả. Lá tàu à? Lá bầu. Lá bầu á? Lá vả. À, anh thử xem nhé. Tàu đấy. Là lá cua. Hả? Cái này là lá cua. Ngon phết đấy. Xin kẹt thế nào? Đó. Ăn này cái nhé. Ngon mà. Ăn đi. Ngon ngon à? Đây đây, rửa đã quay đây. Ừ, ăn được đấy nhỉ? Đó thử quả chứ. Đó là tàu à? Tàu ở trong nhất đấy. Ôi, trứng to đấy. Có một cái mà. Đây, đây, vẫn còn nhiều lắm rồi. Má đại ca bị dị ứng không ăn được. Thế là nấu lên cho cháu ăn được rồi. Kiếm là no rồi đấy. Béo nhỉ? Đấy. Bạn làm không ăn à? Xúc thử đấy. Ăn đi rồi. Ừ. Mình ăn măng đắng. À, cả măng đắng rồi ạ. Trời ơi, măng đắng này. Bắt ra mày ăn này. Lâu lắm rồi chưa được ăn món măng đắng bé bé này mọi người ạ. Ngon lắm. Hello, chào mọi người nha, ăn nha. Đấy, măng đắng là phải quấn cái lá này mọi người ạ. Ừ, đây, đúng không? Đây, đây, nhó phải quấn lá này. Là lâu cháu. Cho nên lên đây quấn lá để ăn nhá. Ừ. Ăn được cái lá. Ngon á. Đâu là lá đi. Béo nhỉ? Ngon lắm. Như lá trầu nhỉ? Ngon lắm. Trên núi á. Dạ. Lá này là thuốc của núi này, có phải là thuốc đấy, thuốc nam này. Ngon lắm. Ăn trứng kiến này là trứng nó mới chính hợp của nó. Lá đây là lá gì bà nắm? Vâng, trứng kiến. Ngon nhá. Lá trứng như bà để kẹp hai cái ăn cho nó đã này. Một cái không bỏ. Kẹp lẫn măng vào. Cháu kẹp với bốn cái măng luôn. Cái này là kẹp măng hay kẹp trứng kiến? Trứng kiến cũng được. Cái này trứng kiến cũng được. Măng cũng được, trứng kiến cũng được. Xúc cả trứng kiến.